Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Đây là bài viết Trả giá trong tình yêu của tác giả Limitless. Còn mình là Pink Dot, chúng ta hãy cùng bắt đầu bài viết ngay bây giờ nhé. Cái gì cũng có giá của nó, một câu nói tưởng chừng như không thể hiển nhiên hơn. Là một điều mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận được nó. Bởi chúng ta tham, chúng ta muốn được nhận, nhưng lại không muốn phải cho đi. Yêu đương là một việc đòi hỏi một sự dũng cảm vô cùng to lớn. Bởi ở chính giây phút bạn nảy sinh tình cảm đặc biệt với một người, bạn đã trao cho người ấy khả năng làm bạn tổn thương, dù người ấy vô ý hay là cố tình. Khi bạn yêu ai đó, kể cả đó có là tình yêu đơn phương đi chăng nữa, bạn sẽ bắt đầu nảy sinh những mong đợi, những ham muốn, những khao khát từ người ấy và những gì người ấy có thể làm cho mình. Và khi những đòi hỏi, nhu cầu đó không được đáp ứng, bạn sẽ bị tổn thương. Khi bạn yêu, một đống tin nhắn được xin mà không được rep lại cũng đã đủ để cho bạn buồn cả ngày, chứ đừng nói tới việc cãi nhau hay là ngoại tình. Như vậy thì chẳng phải tình yêu cần phải có một lòng dũng cảm rất lớn thì mới dám chấp nhận rủi ro tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt nhất để đến bên nhau và ở bên nhau, đúng không? Dũng cảm để đón nhận nó và chấp nhận nó như một phần của tình yêu. Dũng cảm để dù bị tổn thương nhiều lần nhưng dám tha thứ cho người làm tổn thương mình để tiếp tục với nó. Hoặc nếu không phải là tiếp tục mối quan hệ cũ thì cũng là dũng cảm để chấm dứt một mối quan hệ toxic, mở lòng với một mối quan hệ mới sau những tổn thương trong quá khứ. Dũng cảm để đối mặt với những cuộc tranh cãi cần để cả hai người có thể hiểu nhau hơn. Dũng cảm để chia bớt một phần tài nguyên của mình, bao gồm thời gian, tiền bạc, công sức sang cho người ấy. Dũng cảm để gánh bớt một phần trách nhiệm cho người ấy khi họ gặp khó khăn. Rồi sau khi tiến xa hơn, đó là dũng cảm khi gánh vác cả trách nhiệm không chỉ cho gia đình riêng của mình mà cả cho hai bên bố mẹ của nhau. Với những người yêu xa, đó là dũng cảm để chấp nhận một mối quan hệ thiếu vắng đi những đụng chạm ở gần gũi. Ở một số trường hợp khác, đó là dũng cảm để vững bước với lựa chọn của mình, mặc cho những người khác can ngăn. Có quá nhiều tình huống đòi hỏi một lòng dũng cảm vô cùng khi bạn bước chân vào một mối quan hệ. Mà nếu bạn là một người nhút nhát, cứ thấy khó hay đau là bạn chạy, thì bạn sẽ cứ nhảy hết từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác, hoặc vì sợ bị tổn thương do nghe những câu chuyện của những người xung quanh mà bạn sẽ đóng cửa trái tim và không bao giờ dám yêu ai hết. Và đó chính là cái giá đầu tiên bạn phải trả để có được tình yêu: khả năng bị tổn thương. Tình yêu không chỉ là việc nhận lại những giây phút hạnh phúc, mà cái bạn phải cho đi là lòng dũng cảm để đón nhận những tổn thương đó. Quyết định ở lại, cố gắng vun vén, bồi đắp cho tình yêu thay vì chạy đi ngay khi gặp khó khăn đầu tiên. Cái giá phải trả thứ hai mình muốn nói tới là mặt trái của những ưu điểm mà bạn đang mong muốn ở người yêu. Sẽ là thường thấy nếu như các bạn nữ mong muốn có người yêu trưởng thành hơn mình, điềm đạm, chín chắn hơn mình để được nhận lại cảm giác được che chở và bảo vệ. Còn các chàng trai thì muốn các bạn nữ thấp hơn mình, nhỏ tuổi hơn mình để có cảm giác được che chở, bảo vệ cho người họ yêu. Tuy nhiên, không nhiều người nghĩ tới được mặt trái của nhu cầu này. Để có được sự trưởng thành, điềm đạm, chín chắn mà các bạn đang mong muốn, chàng trai ngày nào chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và tự mình phải vượt qua chúng. Họ đã mắc rất nhiều sai lầm, phải trả giá và phải tự mình đứng lên làm lại từ đầu. Tức là, dù mỗi người mỗi khác, nhưng rất có thể, tại thời điểm gặp bạn, một cô gái trẻ tràn đầy năng lượng, luôn muốn lao ra ngoài khám phá cái mới, hoặc không thì chỉ ít cũng phải ngồi cà phê chém gió với lũ bạn. Anh ấy có thể đã trở nên trầm tĩnh hơn sau những bận rộn từ công việc. Anh ấy có thể không có nhu cầu ra ngoài giao lưu nhiều như bạn, hoặc có thì cũng không phải là một nhóm bạn ồn ào như bạn. Như vậy, sự điềm đạm chín chắn của anh ấy sau một thời gian rất có thể sẽ trở thành sự tù túng, nhàm chán và khiến cô gái nghĩ rằng hai người không còn hợp nhau nữa. Tương tự, sự trẻ trung, năng động của cô gái nhỏ tuổi hơn mình có thể làm các anh chàng cảm thấy thật dễ thương, cảm thấy mình có nhiều giá trị để đem lại cho họ. Tuy nhiên, trẻ tuổi thường đi cùng với cứng đầu. Rõ ràng, việc va chạm với cuộc sống nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng tới khác biệt trong lối suy nghĩ giữa hai người. Từ đó, khi mà người trưởng thành dùng sự sâu sắc của họ để khuyên bảo bạn, rất có thể bạn không đồng ý với ý kiến của họ, vì họ nhìn thấy được những thứ mà bạn không nhìn thấy. Người trẻ tuổi thường sẽ có xu hướng sống cho giây phút hiện tại, hay như Chipu nói rằng, cứ enjoy the moment này, cảm thấy thế nào thì sẽ làm như thế. Trong khi ở người trưởng thành, mọi suy nghĩ đều được cân nhắc kỹ lưỡng về hậu quả có thể xảy ra sau này. Từ đó, mọi lời nói hay hành động đều chắc chắn,
Sự khác biệt đó sẽ dễ khiến người trẻ con hơn cho rằng người trưởng thành hay chuyện bé xé ra to, quá cứng nhắc. Còn người trưởng thành sẽ nghĩ người trẻ con là không hiểu chuyện, nói cho mà còn không hiểu. Nói đâu xa, cứ nghĩ tới việc bố mẹ bắt bạn đọc báo và thấy tình hình đường phố ban đêm nguy hiểm, nhiều tai nạn hay cướp giật, lo rằng con mình có thể là nạn nhân và muốn bạn về trước 11 giờ tối. Còn bạn thì cứ luôn nghĩ đơn giản rằng chắc nó trừ mình ra, ưu tiên cái việc được vui chơi tung tăng với bạn bè. Bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi bố mẹ bạn bắt bạn về sớm và có khi còn vục vặc cãi lại khi thấy bố mẹ thức tới tận lúc bạn về nhà mới dám đi ngủ. Đây có thể nói là ví dụ kinh điển nhất, dễ gặp nhất, thể hiện rõ sự khác biệt về cách suy nghĩ của một người trưởng thành với một người còn non nớt. Thêm vào đó, sự khác biệt giữa yêu một người trưởng thành và yêu một người có cùng những sự non nớt như mình đó là người trưởng thành dùng kinh nghiệm của họ để có thể nhanh chóng nhìn nhận chính xác một con người, còn người cũng trẻ con như mình thì chỉ thấy cục bộ những gì xảy ra trước mắt. Ví dụ thế này, khi bạn yêu người cùng tuổi, cùng kinh nghiệm sống ở bên nhau, thi thoảng cũng có cãi vã này kia, nhưng vì hai bạn không có cái mắt nhìn người của người trưởng thành nên hai bạn ưu tiên việc cảm thấy vui vẻ ở bên nhau hơn và vội vàng bỏ qua cho nhau, cốt là để không phải thấy bực mình nữa, thay vì đánh giá người ấy qua cuộc tranh cãi ấy hoặc rút ra được bài học từ đó. Nhưng khi bạn đưa người yêu về ra mắt bố mẹ bạn, qua những cuộc nói chuyện, những buổi ăn cơm cùng với gia đình bạn, bố mẹ bạn nhìn thấy được những điểm không ổn từ người đó mà bạn trước giờ không để ý. Có thì cũng chưa bao giờ nhìn nó dưới góc nhìn như bố mẹ. Từ đó, bạn mới thấy ồ à và cân nhắc lại sự lựa chọn của mình. Khi bạn yêu người trưởng thành, những gì bạn thể hiện ra trước mặt người đó cũng sẽ được họ dùng để đánh giá những nét tính cách của bạn như cách bố mẹ bạn soi xét người yêu của bạn vậy. Một hành động nhỏ cũng đủ để khiến họ nghĩ khác về bạn. Và cũng giống như cách bạn hay phản ứng khi nhận được những lời góp ý từ bố mẹ bạn, rất có thể bạn sẽ nghĩ người yêu trưởng thành của bạn là không công bằng khi mới có việc nhỏ xíu đã vẽ ra thành chuyện lớn và càng khiến cho bạn cảm thấy khó chịu khi ở bên họ. Ngoài ra, những người từng trải, những người đã từng phải chịu đổ vỡ để rồi lại tự mình gây dựng lại từ đầu, những người muốn ổn định cuộc sống và nghiêm túc về mối quan hệ tình cảm, thì mỗi khi xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm, họ sẽ cố gắng kiên nhẫn sửa chữa chúng. Nhưng với các bạn trẻ, nhất là những bạn trước giờ chưa phải gánh vác trọng trách lớn, đã quá quen với việc được bố mẹ yêu chiều, lên trường thì được bạn bè giúp đỡ, ngoài ra thì được người quen nâng đỡ, và đặc biệt là chưa từng trải qua mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nào, thì rất có thể cái nhìn về mâu thuẫn trong mối quan hệ của họ sẽ rất khác. Khi gặp cãi vã với người trưởng thành, những người trẻ đó rất có thể sẽ nghĩ: ôi, cãi nhiều đau đầu quá, người ấy cứ nhắc nhở mình nhiều mệt mỏi quá. Bỏ thôi, mình còn trẻ mà, không yêu người này thì có người khác. Bởi họ không quen với việc phải đối diện trực tiếp với khó khăn nên chưa bao giờ đối diện với cái nhìn thật trần trụi, cái sự chưa bao giờ là hoàn hảo của tình yêu. Thế nên họ muốn từ bỏ sớm và chọn con đường khác dễ đi hơn, hồng hơn và đúng với mộng tưởng về tình yêu đích thực của mình hơn. Nếu đây là một cuộc hôn nhân, người trưởng thành sẽ hiểu rằng hôn nhân không chỉ là vấn đề giữa hai người mà còn có cả trách nhiệm tới cả gia đình bố mẹ của hai bên. Những người trẻ tuổi non nớt thì rất dễ chỉ tập trung vào việc bản thân mình muốn làm cái gì mà thôi. Tức là người chín chắn hơn thường sẽ nghĩ tới cả ảnh hưởng liên đới tới những người khác. Còn những người trẻ tuổi thì hay có quan điểm sống của mình, sống cho giây phút hiện tại. Đây có thể nói là một khác biệt khá lớn, có thể gây ra nhiều tranh cãi giữa hai người. Nhưng cái giá phải trả mình nhắc ở bên trên không phải là tất cả những gì bạn sẽ phải trả khi yêu một người khác hệ nhận thức với mình. Chúng cũng không có nghĩa là người trưởng thành khi yêu một người non nớt hơn sẽ chỉ thấy toàn điều phiền phức, rằng họ chỉ nên yêu những người cũng đã trưởng thành như mình. Khi yêu một người có sức trẻ hơn mình, tâm hồn vốn dĩ đã nhiều sẹo, nhiều tổn thương, đã chai sạn bởi sóng gió của người trưởng thành sẽ cảm thấy như được trẻ lại, được tươi tắn trở lại. Người trưởng thành cũng có thể học được cách thả lỏng bản thân hơn từ người trẻ tuổi, biết hưởng thụ cuộc sống hơn. Hơn là chỉ mãi bận bịu với những lo toan, chưa kịp vui hôm nay đã lo ngày mai. Người trưởng thành cũng có thể được nhiều người trẻ tuổi kéo đi khám phá nhiều nơi mới, những điều mà trước giờ vì mải lo cuộc sống mà họ đã bỏ lỡ. Đồng thời, những người trưởng thành cũng cần phải nhớ, chính bản thân họ cũng từng là một người non nớt, thời gian va chạm cuộc sống đã giúp cho họ trưởng thành như ngày nay. Vì vậy, đừng bắt người trẻ tuổi phải già dặn hay cũng phải nhìn thấy những điều mà bạn nhìn thấy ngay lập tức. Hãy kiên nhẫn giảng giải và hướng dẫn cho họ nhé. Bài viết này khó có thể bao trùm được hết những gì cần phải nói. Tuy nhiên, mong rằng các bạn đã phải ngẫm nghĩ lại chính mình,
cái gì cũng có cái giá của nó. Song song với việc tìm được những đối tượng có nhiều ưu điểm, bạn cũng cần phải hiểu rõ được mặt trái của nó là gì trước khi thực sự nói lời cam kết với họ. Những mặt trái này không chỉ đúng với một khía cạnh người yêu trưởng thành và non nớt. Nó cũng có thể là việc giữa người yêu đẹp hay xấu, người yêu học cao hay học thấp, người yêu có điều kiện hay là không có điều kiện. Hãy tìm người vừa có ưu điểm bạn mong muốn, vừa có mặt trái mà bạn có thể chấp nhận được, hoặc là người đó có thể điều chỉnh được nhá. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào website spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Pink Dot. Xin chào và hẹn gặp lại. See ya!